bạn gửi lại cho cô, để cô sẽ gửi lại bộ môn, bởi vì ngày mai là mình đã thi rồi, thì các bạn sẽ gửi lại cho cô để cô gửi lại cho bộ môn để ngày mai tiến hành hỏi thi này. Thi ở đây thì chúng ta vẫn thi vấn đáp theo như cái thông báo của bộ môn thì cô nhận được ấy, thì vẫn là thi vấn đáp. Thi vấn đáp ở đây giống như các bạn đang thi học kỳ này rồi, thì các thầy cô sẽ xem bài của các bạn với cái bài các bạn gửi đây này. Sau đó các thầy cô sẽ hỏi bất kỳ một nội dung nào ở trong cái phần bài làm của các bạn, đúng nhờ? Thì đấy là cái cách thi vấn đáp nhá. Thì thi vấn đáp là mình sẽ thi như vậy, nên là buộc các bạn phải gửi bài trước cho các thầy cô. Như cô thấy ở đây Huệ ơi, Huệ đang gửi cho cô là từng cái file ảnh đúng không nhờ Huệ nhờ? Vâng ạ. Ừ, đây cô đang mở. Thì Huệ sẽ phải nén tất cả những cái file ảnh mà Huệ gửi cho cô vào file ráp nhá Huệ nhá. Sau em sẽ ghi rõ tên của em này, lớp và mã sinh viên, đúng nhờ? Bởi vì ở đây tin của các bạn rất là nhiều bạn gửi, thì có tên các bạn gửi đây thì giáo viên hướng dẫn người ta sẽ phải có tên, có những bạn trùng tên hay như thế nào đấy, các lớp khác nhau có thể trùng tên, nên là em phải ghi rõ ở cái file đấy là tên đầy đủ của em này, lớp này, mã sinh viên, để nó tránh cái trường hợp nhầm lẫn giữa các sinh viên các lớp với nhau nhá. Cả Huyền cả Hưng nhớ cho cô nhá. Vâng, để tối em gửi lại cô ạ. Hưng ơi Hưng, hôm trước cô có hỏi thi Hưng đấy nhá, thì Hưng làm môn kế toán xây dựng cơ bản là Hưng phải xem lại nhá Hưng nhá. Hưng có nghe thấy cô nói không em? Máy của Hưng vẫn không nói được à? Vâng ạ, hình như mic của bạn ấy có vấn đề rồi cô ạ. Thế sao không đi thi, cô thấy mic vẫn nói bình thường mà Hưng. Đấy thì hôm trước cô cũng có hỏi thi của Huệ rồi đúng không nhỉ? Huệ có nghe thấy cô nói không Huệ? Em có ạ. Hôm đấy cô cũng có hỏi thi Huệ đúng nhờ. Thì hôm đấy là có mấy cái liên quan đến xây dựng cơ bản mà Huệ vẫn hiểu nhầm nên là bị trừ điểm đấy nhá Huệ nhá. Cô ơi, thế em được mấy điểm thế ạ? Cái này cô không công bố điều được điểm cho em đâu. Thế tự nhiên dạ, là vâng điểm ạ. Nó không phải là điểm thấp đúng nhờ, nó ở mức cái điểm khá chứ không phải là điểm thấp. Nhưng mà cái đấy nếu mà em mà không bị nhầm ấy thì em sẽ điểm cao hơn. Vâng ạ. Ở đây nhá, cô sẽ hướng dẫn này. Khi các bạn thi môn kế toán xây dựng cơ bản rồi, các bạn sẽ biết là các bạn có đề, các bạn làm, sau đó các thầy cô sẽ hỏi, đúng nhờ, các bạn trình bày lại bài làm. Nhưng môn này nó khác với những cái môn kia thi là các bạn làm bài rồi và bây giờ các thầy cô sẽ hỏi những cái nội dung kiến thức ở trong cái bài làm của các bạn. Ví dụ ở đây nhá, một cái hóa đơn giá trị gia tăng, các bạn ghi, ví dụ như cô lấy một cái hóa đơn giá trị gia tăng mà Huệ gửi cho cô nhá, thì các bạn sẽ thấy này, ở đây đợi cô một tí rồi cô share cái màn hình lên, cô sẽ mở cái bài của Huệ ra để cô share màn hình lên để cho các bạn nhìn này. Cô sẽ hướng dẫn các bạn là cách thầy cô hỏi thi. Thì các thầy cô dĩ nhiên ở đây sẽ không thể hết được, bởi vì mỗi thầy cô sẽ có thể hỏi một ý khác nhau. Không thể thưa cô, cái loa của cô nó tự nhiên bé quá. Các bạn nghe được rõ chưa? Dạ rồi ạ. Tại vì chắc là cô không cầm vào cái mic nói nên là nó bị nhỏ. Đây, đợi một chút để cô sẽ share màn hình lên. Cái này nó loát hơi chậm ấy, các bạn đợi một chút nhá. Ở đây trước khi đi vào một cái hóa đơn thì cô nói này, khi các thầy cô hỏi các bạn thi môn này ấy, thì các thầy cô sẽ nhìn vào bài của các bạn này, xong các thầy cô hỏi này, ví dụ này, từ một cái hóa đơn giá trị gia tăng này em ghi những chứng từ sổ sách gì? Ví dụ như một cái hóa đơn giá trị gia tăng mà các bạn mua vật tư, đúng nhỉ, mua nguyên vật liệu ấy, các bạn định khoản là nợ 152, 153, có tài khoản 331 chẳng hạn, thì từ cái hóa đơn giá trị gia tăng này em sẽ ghi những chứng từ sổ sách nào có liên quan. Vậy thì theo các bạn, từ hóa đơn giá trị gia tăng thì các bạn sẽ ghi những cái gì có liên quan đến cái hóa đơn giá trị gia tăng này? Biên bản kiểm nghiệm với phiếu nhập kho á? Đúng rồi, biên bản kiểm nghiệm, sau đó phiếu nhập kho, đúng nhỉ. Xong các bạn còn ghi vào sổ gì nữa không? Ở đây nhá, nó là nợ tài khoản 152, nợ 133, có 331. Vậy thì các bạn có ghi vào sổ thẻ kế toán chi tiết của tài khoản 152 không? Có không? Có. Nó sẽ từ hóa đơn giá trị gia tăng và biên bản kiểm nghiệm vào phiếu nhập kho. Xong từ cái phiếu nhập kho đấy nó sẽ vào được cái sổ chi tiết nguyên vật liệu công cụ dụng cụ. Đúng nhỉ? Thì đấy là nó sẽ theo cái trình tự nó ghi. Thì ở đây các bạn muốn biết được là cái trình tự ghi sổ của mình nó như thế nào, từ cái chứng từ gốc ấy, các bạn phải phân biệt được đâu là chứng từ gốc, đâu là sổ chi tiết và đâu là sổ tổng hợp. Đúng chưa nhỉ? Cái sổ
cái chứng từ gốc là tất cả những cái các bạn làm như là hóa đơn giá trị gia tăng này, biên bản kiểm nghiệm, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, rồi là bảng tính khấu hao, bảng thanh toán tiền lương, bảng phân bổ nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, thì tất cả những cái đấy nó là chứng từ gốc. Còn cái nào nó là sổ thẻ kế toán chi tiết? Sổ thẻ kế toán chi tiết ở đây nó là thẻ kho, nó là sổ chi tiết nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, sổ chi tiết thanh toán với người mua người bán, bảng tổng hợp nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, bảng tổng hợp chi tiết thanh toán với người mua người bán, đúng nhỉ? Bảng tính giá thành, sổ chi phí sản xuất kinh doanh thì đấy nó thuộc về sổ thẻ kế toán chi tiết. Còn sổ tổng hợp ở đây thì nó chính là cái sổ tổng hợp ở đây nó chính là sổ nhật ký chung và sổ cái, thì đấy người ta gọi là sổ tổng hợp. Được chưa các bạn? Nào, ở đây nhóm Được mình rồi. đã phân biệt được chưa? Đấy, những cái nào các bạn phải phân biệt được, cái nào là chứng từ gốc này, cái nào là sổ thẻ kế toán chi tiết này, cái nào là sổ tổng hợp. Thì các bạn nhớ cho cô, sổ tổng hợp đây mình chỉ có sổ nhật ký chung và sổ cái là sổ tổng hợp. Còn sổ thẻ kế toán chi tiết cô nhắc lại nhé, nó gồm có thẻ kho này, có sổ chi tiết nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, bảng tổng hợp chi tiết nguyên vật liệu công cụ dụng cụ này, có sổ chi phí sản xuất kinh doanh, có bảng tính giá thành. Thì đấy, những cái đấy người ta gọi là sổ thẻ kế toán chi tiết. Còn tất cả những cái còn lại nó sẽ là chứng từ gốc, bao gồm có hóa đơn giá trị gia tăng, biên bản kiểm nghiệm, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, giấy yêu cầu xuất vật tư, bảng thanh toán tạm ứng, rồi là bảng thanh toán tiền lương, bảng phân bổ nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, bảng tính khấu hao. Tất cả những cái đấy nó thuộc về chứng từ gốc. Nhóm nhớ chưa? Những cái đấy nó thuộc về chứng từ gốc nhá. Thì đầu tiên là các bạn phải phân biệt được điều đấy thì các bạn mới làm được bài. Nếu các bạn không phân biệt được là các bạn sẽ không biết được là mình phải làm cái gì đâu. Thì các bạn nhớ cho cô này, cái trong cái sơ đồ của cái nhật ký chung này này, thì các bạn muốn biết là cái trình tự ghi sổ như nào thì các bạn sẽ nhớ cho cô là nó từ chứng từ gốc nó sẽ vào sổ thẻ kế toán chi tiết, và từ chứng từ gốc nó sẽ vào sổ nhật ký chung, từ nhật ký chung nó sẽ vào sổ cái. Đấy, các bạn nhớ cái trình tự đấy cho cô. Đây, các bạn nhìn thấy cái màn hình chưa nhỉ? Thế rồi ạ. Đây, Nhưng ví mà dụ cô mở đặt cái hóa màn đơn. hình ra. Đây, ở đây cô chỉ hỏi một chút này, các bạn cho cô biết là cái bảng tính giá thành thì em căn cứ vào đâu để em ghi được cái bảng tính giá thành này? Nào, bây giờ cô chỉ hỏi một cái thôi để xem Huệ mấy cả Huyền mấy Hưng trực tiếp làm rồi thì cho cô biết là căn cứ vào đâu để có thể lập được bảng tính giá thành này. Em thưa cô là lúc kết chuyển chi phí ạ. Không phải lúc cái chuyển chi phí, em phải hiểu được cái số liệu này em lấy từ đâu ra. Ví dụ như số dư đầu kỳ của chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, số chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ, chi phí sản xuất kinh doanh giữa cuối kỳ và tổng giá thành em lấy từ đâu ra. Ở đây mình không thể nói là các bạn không bao giờ được phép trả lời là em lấy từ định khoản, em lấy từ đầu bài. Đúng nhỉ? Nhớ cho cô cái bảng tính giá thành này là mình sẽ căn cứ vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh. Ví dụ các bạn sẽ căn cứ vào sổ chi phí sản xuất kinh doanh 621 này, 622, 623 và tài khoản gì đấy? 627. Trong sổ chi phí sản xuất kinh doanh các bạn sẽ thấy mình có số dư đầu kỳ, có phát sinh trong kỳ và số dư gì? Cuối kỳ. Đúng nhỉ? Các bạn có nhìn thấy sổ chi phí sản xuất kinh doanh không? Nào, có nhìn thấy không? Nào, vậy mấy Huyền mở ra, Hưng mở ra, có thấy không? Sổ chi phí sản xuất kinh doanh ở tiết dưới cô ạ. Đấy nhá, đấy là một cái mà các thầy cô sẽ hay hỏi này. Ví dụ các thầy cô rất hay hỏi là từ chứng từ này em vào những chứng từ sổ sách nào có liên quan này, hay thầy cô sẽ hỏi là căn cứ ở đâu để em ghi cái quyển sổ này hay là ghi cái chứng từ này. Ví dụ như giống như câu hỏi lúc nãy cô hỏi các bạn là căn cứ vào đâu để em có thể ghi được sổ cái của tài khoản 621 thì các bạn trả lời như thế nào? Căn cứ vào đâu? Nào, sổ cái thì căn cứ vào đâu để ghi nhỉ? Nhật ký chung ạ. Đúng rồi, căn cứ vào nhật ký chung. Và ở đây người ta ghi hàng ngày hay là định kỳ người ta mới ghi? Nào, theo các bạn thì nó ghi hàng ngày là định kỳ? Em nghĩ là ghi hàng ngày ạ.
Đúng rồi, các bạn phải nhìn vào cái ngày tháng ghi sổ đây này. Nếu mà ghi định kỳ thì thường là một tháng một lần đúng nhỉ? Hoặc là 15 ngày một lần thì người ta sẽ không ghi là ngày mùng 9 tháng 6 hay mùng 10 tháng 6 như này. Các bạn nhìn vào đây các bạn sẽ biết được là nó ghi gì? Ghi hàng ngày đúng nhỉ? Vậy thì để trả lời cho câu hỏi, ví dụ các thầy cô hỏi các bạn là căn cứ vào đâu để em ghi được sổ cái của tài khoản 621 thì em sẽ trả lời là em căn cứ vào sổ nhật ký chung. Và cái sổ này được ghi hàng ngày hay ghi định kỳ thì các bạn sẽ trả lời là sổ này sẽ ghi gì? Ghi hàng ngày. Đúng nhỉ? Bởi vì căn cứ vào cái ngày tháng ghi sổ này. Các bạn sẽ thấy tại sao nó lại căn cứ vào nhật ký chung, thì các bạn sẽ thấy này, mình phải ghi được nhật ký chung thì mình mới ghi được sổ cái. Bởi vì sao mình sẽ lấy được, mình lấy những cái trang sổ hay số thứ tự dòng là từ đâu đây các bạn? Nào, trang sổ và số thứ tự dòng mình lấy từ đâu ra? Bên nhật ký chung ạ. Đúng rồi, lên nhật ký chung, nên các bạn nhớ cho cô là căn cứ để ghi sổ cái ở đây của chúng ta là sổ nhật ký chung nhá. Thế bây giờ hỏi lại là căn cứ vào đâu để các bạn ghi sổ nhật ký chung? Nào, căn cứ vào đâu để các bạn ghi sổ nhật ký chung? Dựa vào Em phiếu kêu là nhập kho, xuất kho và nhập chi ạ. Dựa vào đâu của các bạn? Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hóa đơn giá trị gia tăng hoặc biên bản kiểm nghiệm ạ. À, phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hóa đơn giá trị gia tăng hoặc biên bản kiểm nghiệm. Vậy thì những cái này người ta gọi nó là cái gì? Gọi chung nó là gì nhỉ? Chứng từ gốc ạ. Đúng rồi, chứng từ gốc. Vậy thì các bạn sẽ trả lời các câu hỏi các thầy cô là căn cứ vào đâu để em ghi sổ nhật ký chung thì mình sẽ nói là mình căn cứ vào đâu? Mình căn cứ vào chứng từ gốc. Đúng nhờ các bạn nhớ cho cô, các bạn sẽ trả lời là căn cứ vào các chứng từ gốc như là phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, hóa đơn, vân vân. Đúng nhờ. Vậy thì ở đây cái khi nhật ký chung của mình là mình căn cứ vào gì? Vào chứng từ gốc. Đúng nào? Vậy đây cô sẽ mở cho các bạn xem cái sơ đồ của hình thức ghi sổ nhật ký chung nhé. Bởi vì ở đây là mình đang ghi sổ theo hình thức gì cả lớp? Nào, các bạn đang ghi sổ theo hình thức gì đấy? Trong đề bài người ta gọi các bạn ghi sổ theo hình thức gì? Cái này các bạn lại phải mở tờ đề ra nhé. Ngay cái tờ đầu tiên của tờ đề ấy, các thầy cô sẽ ghi các bạn là doanh nghiệp áp dụng theo thông tư nào này, ghi sổ theo hình thức gì này, hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp nào, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp nào, tính giá xuất kho theo phương pháp nào. Nào bây giờ mở ra cho cô biết là mình ghi sổ theo hình thức nào và tính giá xuất kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm theo phương pháp nào. Mở ra đọc đề bài cho cô. Nào Hưng, Huệ đọc đề bài cho cô. Huyền có ở đấy không em nhỉ? Dạ có cô ạ. Ừ. Thế là Huyền cho cô biết là trong cái đề của em thì là em ghi sổ theo hình thức gì? Nào mở tờ đề ra. Huyền ơi, em có nghe thấy cô nói không? Dạ có cô ạ. Em mở tờ đề ra. Em cho cô biết nào. Là kê khai thường xuyên ạ. Không, đấy là hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, đúng nhỉ? Còn ghi sổ theo hình thức nào? Nào, ghi sổ theo hình thức nào em? Nào ghi sổ theo hình thức nào ở Huyền? Không đọc được à? Ở ngay tờ đầu tiên ấy hoặc là tờ cuối cùng ở trong cái tờ giao phiếu giao nhiệm vụ của các bạn ấy. Nào Huệ có thể mở cho cô ra được không? Để xem cho cô là hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên rồi này. Ghi sổ theo hình thức nào, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp nào và tính giá xuất kho vật tư hàng hóa theo phương pháp nào. Xuất kho theo những nhập trước xuất trước ạ. Đúng rồi, nhập trước xuất trước. Ở đây nếu như mà nó mà theo phương pháp bình quân giao quyền thì khi các bạn tính cái giá xuất kho của vật tư nó sẽ làm sao? Nó sẽ khác nhau, đúng nhờ? Mỗi một phương pháp nó sẽ có cách tính làm sao các bạn? Khác nhau. Nên là nếu như mà các bạn ở đây nhé, khi các thầy cô hỏi các bạn là em hãy cho cô biết là doanh nghiệp tính giá xuất kho vật tư hàng hóa theo phương pháp nào thì các bạn phải trả lời được cho cô nhé. Là nhập trước xuất trước hay là bình quân giao quyền thì nó sẽ tùy thuộc vào đề của các bạn. Và các thầy cô sẽ còn hỏi các bạn nữa là ví dụ như là cái phương pháp đấy thì nó thể hiện trên sổ sách chứng từ nào.
thì các bạn sẽ phải trả lời được, nó sẽ thể hiện trên cái sổ chi tiết nguyên vật liệu công cụ dụng cụ. Bởi vì trong cái sổ chi tiết của từng loại nguyên liệu vật cụ dụng cụ ấy thì nó sẽ có đơn giá xuất kho, đúng nhờ? Thì cái đơn giá xuất kho này nó sẽ thể hiện được là doanh nghiệp, nếu như là theo bình quân gia quyền cả kỳ dự trữ thì cái đơn giá xuất kho trong cả kỳ đấy nó chỉ có một đơn giá duy nhất. Còn theo phương pháp nhập trước xuất trước thì nó sẽ có nhiều gì? Nhiều đơn giá khác nhau, bởi vì mỗi một lần xuất thì mình sẽ là cái đơn giá nó làm sao các bạn? Nó khác nhau tùy vào số lượng gì? Tồn kho và nhập mới của mình. Ở đây nhá các bạn nhìn này, hình thức của chúng ta là hình thức ghi sổ theo hình thức nhật ký chung, thì các bạn sẽ nhìn đây này, nó từ chứng từ kế toán nó sẽ vào hình thức vào sổ nhật ký chung, từ sổ nhật ký chung nó sẽ vào sổ cái, đúng nhờ? Và từ chứng từ kế toán mình sẽ vào sổ thẻ kế toán chi tiết. Ví dụ các bạn từ phiếu nhập kho, phiếu xuất kho các bạn vào sổ chi tiết nguyên vật liệu công cụ dụng cụ, đúng nhờ? Sau đó các bạn vào gì? Bảng tổng hợp chi tiết nguyên vật liệu công cụ dụng cụ. Hoặc là các bạn có thể từ chứng từ kế toán phiếu nhập kho, xuất kho các bạn sẽ vào được thẻ kho, đúng nhờ? Cái thẻ kho ở đây nó cũng chính là sổ thẻ kế toán chi tiết. Đấy, đấy chính là trình tự ghi sổ của chúng ta. Ở đây chúng ta chỉ từ chứng từ kế toán chúng ta vào nhật ký chung này, vào sổ cái này, từ chứng từ kế toán chúng ta vào sổ thẻ kế toán chi tiết này, từ sổ thẻ kế toán chi tiết chúng ta vào bảng tổng hợp chi tiết. Còn cái bảng cân đối số phát sinh, báo cáo tài chính và sổ nhật ký đặc biệt là chúng ta không làm ở trong cái phần đồ án này. Ở đây các bạn nhìn vào cái sơ đồ này, các bạn nhớ chụp ảnh lại cho cô cái sơ đồ này, để sau này các thầy cô hỏi căn cứ ở chúng ta ghi sổ như thế nào thì chúng ta nhìn vào sơ đồ này chúng ta sẽ trả lời được, đúng nhỉ? Ví dụ các thầy cô hỏi các bạn là căn cứ vào đâu để ghi sổ nhật ký chung thì em sẽ phải trả lời là em căn cứ vào chứng từ gốc, chứng từ kế toán, đúng nhỉ? Các thầy cô hỏi là căn cứ vào đâu để ghi sổ cái thì em sẽ cả trả lời được là em căn cứ vào sổ gì? Sổ nhật ký chung, đúng nhỉ? Hoặc ví dụ các thầy cô hỏi em là em căn cứ vào đâu để em có thể ghi được cái thẻ kho này thì em sẽ phải trả lời là em căn cứ từ gì? Từ chứng từ kế toán, sau đó mình sẽ nhìn thẻ kho đấy, mình sẽ xem được là cái thẻ kho đấy nó căn cứ vào cái chứng từ gốc ở đây nó là chứng từ nào. Hoặc ví dụ các thầy cô hỏi các bạn là căn cứ vào đâu để em vào được bảng tổng hợp chi tiết tài khoản 152 hay là 153 thì cái bảng tổng hợp đây nó sẽ căn cứ vào gì đây? Sổ kế toán chi tiết của tài khoản gì nhỉ? 152, 153. Và các bạn nhìn vào cái mũi tên này, các bạn sẽ thấy này, từ chứng từ kế toán mình vào sổ nhật ký chung, mũi tên đơn là mình ghi gì đây? Ghi hàng ngày. Và từ sổ nhật ký chung mình vào vào sổ cái thì các bạn cũng thấy là mũi tên đơn là mình cũng ghi hàng ngày,